Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trưa nay thứ ba ngày 23 tháng 4, chúng tôi sẽ chuyển đến những nội dung chính sau đây. Nhiều ưu đãi cho khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Gia tăng đột biến bệnh về da do nắng nóng cực đoan và cảnh báo từ các chuyên gia. Ban chỉ huy quân sự các địa phương chuyển trọng tâm vào công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Tin chi tiết, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản. Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, từ năm 2017, khi nhận cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, Việt Nam đã nhận thức được những tác động tiêu cực của vấn đề này đối với phát triển ngành thủy sản lâu dài. Từ đó đến nay, vấn đề này ngày càng được nhận thức sâu sắc và đầy đủ từ cấp ủy Đảng đến hệ thống chính trị, các địa phương, nhận thức của ngư dân, người lao động có liên quan. Nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng cấp bách lâu dài, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ ngành liên quan cũng như các địa phương thể hiện quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024. Trong đó trách nhiệm đầu tiên là các cơ quan, tổ chức, các địa phương có liên quan, các đội tàu cá, hợp tác xã, ngư dân, người lao động, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên báo cáo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Bí thư về những địa phương đơn vị làm tốt, địa phương chưa làm tốt để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vì đó. Về lâu dài, cần quan tâm cấu trúc lại nghề cá theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững, quan tâm tạo sinh kế phù hợp, nâng cao đời sống ngư dân, người lao động có liên quan, đồng thời phải có chính sách bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản lâu dài. Trên cơ sở đó, nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam. Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đã đưa ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho du khách. Cùng với đó, các hoạt động giới thiệu tour tuyến du lịch trải nghiệm, văn hóa ẩm thực, sản phẩm dịch vụ do Sở Du lịch tổ chức góp phần quảng bá hình ảnh Thừa Thiên Huế điểm đến du lịch mùa hè năm 2024. Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các điều kiện đảm bảo an toàn để phục vụ du khách trong mùa cao điểm. Các nhân viên đều đã được qua lớp tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng buồng phòng, ngoại ngữ, ứng xử phục vụ khách. Cùng với đó, các khách sạn đồng loạt đưa ra các gói ưu đãi giúp du khách có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ. Hiện tại khách sạn đang xây dựng một chương trình combo hấp dẫn dành cho khách lưu trú đợt 30 tháng 4, 1 tháng 5 như là chương trình gói phòng ngủ cộng với một chiều đón tiễn sân bay và gói và phòng ngủ cộng với là giảm miễn phí một bữa ăn dành cho hai khách. Ngoài ra thì có những cái chương trình ưu đãi như giảm phí dịch vụ spa, rồi ăn uống, rồi các dịch vụ tiện ích trong khách sạn. Phục vụ cái công tác mà diễn ra trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 năm nay thì khách sạn chúng tôi đã xây dựng các cái gói phòng trước đó rất là lâu rồi và đã được khách hàng đặt từ trước. Và cũng như tham gia giải marathon thì chúng tôi cũng đã có những cái chương trình giảm giá đặc biệt cho cái dịp 30 tháng 4. Và hiện tại thì cái công suất mà chúng tôi đã đạt được đó là gần 95%. Trong chương trình kích cầu du lịch năm nay, Thừa Thiên Huế tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, MICE kết hợp tham gia hoạt động lễ hội, giải thể thao trong Festival Huế. Các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa di sản, nghệ thuật, vùng nông thôn, sông hồ, suối thác. Đồng thời đẩy mạnh giới thiệu chuyến tàu du lịch Huế Đà Nẵng kết nối di sản miền Trung và các sản phẩm dịch vụ đi kèm. Các sản phẩm tour du lịch xanh, tour gắn với trải nghiệm áo dài truyền thống và ẩm thực địa phương. Ngành du lịch cũng đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh để triển khai chương trình kích cầu du lịch của hè 2024. Và chương trình kích cầu du lịch này bao gồm các hoạt động, các sản phẩm dịch vụ, các gói ưu đãi kích cầu của các doanh nghiệp xây dựng nhằm tạo thêm những sự hấp dẫn như các sản phẩm mang tính kết nối giữa lưu trú, điểm đến, ẩm thực hay là vận chuyển và cả những hình thức
trải nghiệm khác. 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này thì du khách mình có rất nhiều là ưu đãi từ nhiều, chẳng hạn như là giảm giá nhóm, đi càng đông thì giảm càng nhiều, lên đến 800.000, hoặc có thể thứ hai là mức giảm hoàn tiền lên đến 1,5 triệu cho một khách hàng. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có nhiều combo để kích cầu du lịch như là các tour nội địa chỉ từ là 850.000 một khách thôi và nhiều phiếu voucher du lịch khác. Bên cạnh đó, Sở Du lịch tiếp tục tăng cường công tác quảng bá điểm đến, xúc tiến đường bay, tìm kiếm thị trường, chia sẻ thông tin để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ cộng đồng và các cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch khác trong việc giới thiệu sản phẩm dịch vụ, tiếp cận khai thác các thị trường du lịch trong và ngoài nước. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3,5 đến 4 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 60 đến 70%, tổng thu từ du lịch khoảng 7.000 đến 8.000 tỷ đồng. Riêng trong quý 1 năm 2024, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 892.000 lượt, tăng 41% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 447.000 lượt, tăng gần 75%. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Tin vui đối với người dân cổ đô Huế là đoàn cà kheo hoàng gia của Vương quốc Bỉ sẽ có lần thứ 5 tham dự Festival Huế. Truyền thống đi cà kheo ở Bỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ 14 tại vùng Mechdem. Khi ở đây thường xảy ra ngập lụt vào mùa đông, người dân trong vùng chọn cách đi lại trên những cây gậy cao để khỏi bị ướt. Lâu dần, việc đi cà kheo trở thành một trong những nét văn hóa dân gian đặc sắc của người dân vùng Mechdem nói riêng và nước Bỉ nói chung. Ẩn sau nghệ thuật giữ thác băng trên những chiếc cà kheo cao 4 mét là câu chuyện văn hóa có lịch sử hàng trăm năm về cách con người sinh tồn chiến đấu với thiên tai và khí hậu khắc nghiệt. Ấn tượng với lòng mến khách và sự hưởng nhiệt tình của khán giả tại các kỳ Festival Huế 2008, 2010, 2014 và gần nhất là 2018. Festival Huế 2024 sẽ là lần thứ 5 của đoàn cà kheo hoàng gia vùng Mechdem tham dự và biểu diễn tại cố đô Huế. Một tuần trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các chuyến bay từ hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều có tỷ lệ đặt chỗ cao. Trong ngày nghỉ chính thức đầu tiên 27 tháng 4, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đến các địa phương đã đạt mức trên 75%. Đáng chú ý, một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ đã đạt trên 90 đến 100% như Hà Nội Huế, Hà Nội Quy Nhơn, Hà Nội Quảng Bình, Hà Nội Nha Trang, Hà Nội Tuy Hòa, Hà Nội Điện Biên, thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh Tuy Hòa, thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên. Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ ngành. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính hậu cần và trực bảo vệ tự vệ. Tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Đồng thời, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo phối hợp chi viện ứng cứu trong trường hợp cần thiết. Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh, nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người. Tại Bệnh viện Gia Liễu Huế, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh viêm da cơ địa, mề đay, nấm, thủy đầu tăng đột biến. Theo các chuyên gia y tế, dù không nguy hiểm như các dịch bệnh mùa hè khác, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách. Từ đầu tháng 2 năm 2024 đến nay, Bệnh viện Gia Liễu Huế ghi nhận số ca mắc các bệnh da liễu liên quan đến thời tiết nắng nóng như viêm da cơ địa, viêm da tiết bã, mẩn ngứa, mề đay, mụn, nhiễm nấm, thủy đầu gia tăng. Các buổi sáng, nhất là đầu tuần, bệnh nhân mọi lứa tuổi ngồi kín các dãy ghế chờ tới lượt khám. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận khoảng 120 đến 150 lượt khám thuộc nhóm bệnh này, gồm cả trẻ em và người lớn, chiếm khoảng 60 đến 70% tổng lượt khám. So với những tháng cuối năm ngoái, khi nên nhiệt độ thấp hơn, cả các bệnh này tăng khoảng 30%. Ngứa, rồi là hay nổi lên nứt da chảy máu. Mình đã bị nhiều lần như thế này chưa? Thường là thời điểm nào? Có mùa hè là nhiều. Em hiện tại thì da em đang bị mụn trần cả và đỏ. Thường thì về mùa hè thì da em ra tiết ra nhiều dầu và thường hay nổi mụn. Còn mùa nắng nóng thì hầu như là các cái bệnh về da nó sẽ bị nhiều hơn và hoặc là những cái bệnh nó đáng bị, tức là cái bệnh mạng tính bệnh nhân đáng bị, nó sẽ trở nên nặng hơn.
và làm cho bệnh nhân có cảm giác ngứa ngáy và khó chịu nhiều hơn, khiến cho bệnh nhân họ đi khám rất là nhiều hơn, cho nên cái lượng bệnh nó cũng tăng lên rất là nhiều. Theo thống kê số liệu quý 1 năm 2024 của Bệnh viện Da liễu Huế, trong đó tập trung chủ yếu vào tháng 2, tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2024 cho thấy tỷ lệ các loại bệnh tăng cao. Viêm da tiếp xúc chiếm tỷ lệ 15% trong tổng số đến khám 721 ca, nấm da chiếm tỷ lệ 9,5% với 445 ca, mụn trứng cá chiếm tỷ lệ 7,8% với 377 ca, viêm da tiết bã chiếm tỷ lệ 6,4% với 314 ca, thủy đậu chiếm tỷ lệ 0,8% với 39 ca. Đối với khu vực điều trị nội trú, các bệnh da do nhiễm khuẩn, virus, hóa chất ngày càng tăng dần. Tính riêng các nhóm bệnh thường gặp, viêm da nhiễm khuẩn chiếm tỷ lệ 19% trong tổng số bệnh nhân nội trú, viêm da tiếp xúc chiếm tỷ lệ 18%, bệnh lý Hersberg-Zoster hay còn gọi với tên Zona chiếm tỷ lệ 13%. Đa số bà con chúng ta là có thói quen thì nghĩ là bệnh ngoài da đơn giản thì từ ra quầy thuốc mua các cái loại thuốc về bôi. Đấy, nhưng mà làm cho cái bệnh không phù hợp, làm bệnh da càng ngày nó trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt là một số bệnh như là bệnh zona thần kinh chẳng hạn do virus, nếu chúng ta không điều trị sớm mà để trễ quá 72 giờ, tức là vào trong vòng 3 ngày đầu thôi, thì nó sẽ gây tổn thương dây thần kinh và biến chứng kéo dài. Sau này để kéo dài từ năm này qua năm khác thì rất là khó khăn về việc điều trị về sau này. Các bệnh da liễu không gây nguy hiểm tới tính mạng nên dễ bị bỏ qua. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời, một số bệnh có thể trở thành mạng tính như mề đay, viêm da cơ địa, viêm da, ảnh hưởng tới chất lượng sống của người bệnh. Để nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã và thành phố Huế chuyển trọng tâm vào công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Sau đây là những ghi nhận trên thao trường tại huyện Quảng Điền trong những ngày nắng nóng. Chúng tôi có mặt tại thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự huyện Quảng Điền. Gần 200 chiến sĩ sao vuông năm thứ 2 đến năm thứ 4 thuộc các xã Quảng Hàng, Quảng Công, Quảng Lợi, Quảng Thái và thị trấn Sịa đang miệt mài luyện tập với tinh thần nghiêm túc. Các động tác tư thế vận động trên thao trường cùng với các động tác về kỹ thuật cơ bản với đề mục trung đội dân quân làm nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Để phá hủy và vượt qua các lớp hàng rào được phòng ngự dày đặc cùng với các loại mìn hỏa lực của địch, đòi hỏi chiến sĩ dân quân phải nắm vững các yếu lĩnh động tác cơ bản, vận dụng linh hoạt các tư thế vận động trên chiến trường, động tác đặt bọc phá, xung phong tiêu diệt các mục tiêu trong ổ súng, lô cốt phải được thực hiện mau lẹ, chuẩn xác. Được sự huấn luyện nhiệt tình của ban chỉ huy cũng như cán bộ của huyện đã tạo cho bản thân có được kỹ năng, kỹ thuật, cách huấn luyện, cách bố trí và cách bắn đối với súng tiểu liên AK, lập cho bản thân được nâng cao được trình độ so với lúc trước. Đối với là một lực lượng dân quân của xã thì trách nhiệm của bản thân là luôn luôn hướng tới là bảo vệ chính quyền địa phương, bảo vệ đặc biệt là vùng biển. Đơn vị có trong huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng và hiệu quả sát với thực tế chiến đấu, yêu cầu nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến. Quá trình huấn luyện, đơn vị luôn chủ động phân chia theo từng tổ, tiểu đội để luyện tập, có trọng huấn luyện thực hành, nhất là hành động của từng người, đồng thời chủ trọng bồi dưỡng cho những chiến sĩ còn yếu. Với phương châm yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu đó, huấn luyện từ thấp đến cao, dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện lý thuyết với thực hành, kỹ thuật với chiến thuật. Đội ngũ cán bộ sâu sát kiểm tra đơn vị, kịp thời uốn nắn hướng dẫn luyện tập để chiến sĩ nắm chắc và thành thục yếu lĩnh động tác. Trong đợt huấn luyện này thì chúng tôi đã nhận thấy thì chúng tôi đã được nâng cao các trình độ kỹ thuật, chiến thuật cũng như hiểu biết thêm về súng tiểu liên AK cũng như là các tư thế chuẩn bị nằm bắn, và trong bên cạnh đó thì cũng có kết hợp được ném lựu đạn và cũng như là các phương pháp kích nổ cũng như là lựu đạn nổ. Và trong đợt huấn luyện vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng qua đợt huấn luyện này thì cũng đã giúp được chúng tôi nhận biết được vai trò, trách nhiệm và cũng như sẽ có cố gắng để hoàn thành tốt các đợt huấn luyện tiếp theo. Hàng năm thì ban chỉ huy quân sự huyện đã chỉ đạo các xã phường thị trấn tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân theo đúng nội dung và chương trình. Đặc biệt tập trung vào phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ từ chỉ phó chỉ huy trưởng của cấp xã thị trấn với phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.
Với khí thế mới, quyết tâm mới, chủ trương giải pháp mới, tin tưởng rằng lực lượng vũ trang huyện Quảng Điền tiếp tục tạo nên bước đột phá mới trong công tác huấn luyện, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Sáng nay, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng năm 2024 cho 24 đồng chí là những đoàn viên ưu tú của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các đồng chí sẽ được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề với các nội dung khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là những đoàn viên đã trải qua hơn một năm học tập huấn luyện ở cả cơ quan đơn vị. Các đồng chí đều là những đoàn viên ưu tú đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, đặc biệt là các đồng chí luôn phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lớp học cũng là cơ sở để các em tiếp tục phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiều 22 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp với tổ chức Jushan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ngày hội đọc sách với chủ đề Sách hay cần bạn đọc. Tại chương trình, tổ chức Jushan Foundation tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng với các trường thuộc cả cấp học trên địa bàn huyện để trao tặng 94 tủ sách lớp học dành cho 9 trường mầm non và 4 trường tiểu học với tổng trị giá 188 triệu đồng. Qua 5 năm phát triển phong trào đọc sách trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phú Lộc giai đoạn 2018-2023, số lượng thư viện đạt chuẩn, danh hiệu thư viện tiên tiến xuất sắc cả cấp học được tăng lên theo hàng năm. Tính đến nay, cấp tiểu học có 10 trên 20 thư viện đạt danh hiệu thư viện tiên tiến, tỷ lệ 50%, tăng 22,5% so với năm 2018. 2 trên 20 thư viện đạt danh hiệu thư viện xuất sắc, tỷ lệ 10%, tăng 10% so với trước năm 2018. Cấp trung học cơ sở có 1 thư viện đạt danh hiệu thư viện tiên tiến, 16 trên 17 thư viện trường trung học cơ sở đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 94,1%. Phần cuối là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thời tiết tại Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm dao động trong khoảng 54 đến 94%. Hiện nay cấp bão cháy rừng vùng đồng bằng và thành phố Huế cấp 3 cấp nguy hiểm, huyện Nam Đông cấp 5 cấp đặc biệt nguy hiểm, huyện A Lưới cấp 1. Thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4, sóng biển cao từ 0,25 đến 1,25 m.